Xin thân ái kính chào anh chị em, thân mến chào tất cả các bạn trẻ. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu một cái chuyên đề mới. Livestream của chúng ta sẽ là về vấn đề nói chuyện trước đám đông. Đây sẽ là một cái loạt bài chuyên đề đồng hành với các bạn trẻ. Nói là các bạn trẻ nhưng mà nếu những anh chị em là những người đứng tuổi tham dự này, chúng tôi thiết nghĩ cũng rất là thuận tiện và cũng là một niềm vui cho chúng tôi có thể chia sẻ với anh chị em chuyên đề học nói. Nó nằm ở trong một cái tiến trình của người Việt Nam chúng ta, nói là học ăn, học nói, học gói, học mở. Thì chúng tôi không phải là chuyên viên về những vấn đề như vậy, nhưng mà đây là những cái kinh nghiệm của chính bản thân mình trong cuộc đời của mình làm mục vụ rồi sinh hoạt với các bạn trẻ. Rất là nhiều lần đã phải nói chuyện trước đám đông mà chúng tôi chưa hề được đào tạo một cách trường lớp nào cả, nhưng cứ đi theo các bậc cha anh ở trong hướng đạo rồi trong nhà dòng mà tích lũy dần dần kinh nghiệm. Thất bại cũng có, thành công cũng có. Và bây giờ chúng tôi sắp xếp nó lại, tổng hợp nó lại thành một cái bài chia sẻ. Rất mong là nó có thể giúp ích cho các bạn trẻ, các bạn huynh trưởng thiếu nhi thánh thể, huynh trưởng hướng đạo, các bạn giáo lý viên, linh hoạt viên, hay là nói chung các bạn trẻ đang đi làm việc ở các môi trường xã hội. Xin đón nhận, đây là livestream đầu tiên của chuyên đề này. Trước tiên có thể nói là chúng ta có thể học về vấn đề nói này bằng cách là chú ý quan sát và chú ý lắng nghe những người khác họ nói. Họ nói như thế nào thì mình lưu ý, vừa đón nhận cái nội dung của họ mà vừa xem cái cách họ diễn đạt, rồi tự rút ra bài học cho chính mình. Rồi chúng ta có thể chọn được một vài người nói mà nó có duyên, nói mà nó chuẩn xác, nói phát âm rõ chữ mà nói chuyện rất là thấu đáo vấn đề. Rồi dần dần chúng ta bắt chước, chúng ta noi theo, không có sao chép 100% nữa, bởi vì mỗi một con người của chúng ta là một cái nhân vị độc nhất, không có cái bản thứ hai. Nên chúng ta có thể bắt chước phần nào, không có nên sao chép. Rồi cả giọng nói, rồi cách lên giọng, xuống giọng, rồi cách hoa chân múa tay, thế này thế kia, lắm khi nó thành ra nó vô duyên. Nên chúng tôi trước tiên là nói như vậy. Cái dàn bài của chúng ta ngày hôm nay đó có ba phần. Phần thứ nhất là chúng tôi sẽ nói đến ba cái mặt cần phải trang bị, rồi sau đó đến ba cái việc cần chuẩn bị trước khi nói, và cuối cùng là phần thứ ba là các yếu tố giúp cho ta thành công khi nói. Trước tiên là ba cái mặt cần trang bị. Chúng tôi không có tấm bảng ở đây nên chúng tôi có thể in ra như thế này. Anh chị em khi đưa lên video cái mặt ngược lại, nó sẽ lật lại như là tấm gương soi, thì anh chị em sẽ thấy ba cái mặt mà cần trang bị đó. Nó thứ nhất nó là giọng nói và ánh mắt, thứ hai nó là khuôn mặt và cử điệu, và thứ ba là kiến thức và kinh nghiệm. Thì cái mặt cần trang bị đầu tiên của chúng ta là giọng nói và ánh mắt. Rõ ràng là nói thì cần phải có giọng nói. Chúng ta không thể nào nói mà không cần nhắc đến cái giọng. Cái giọng nói chúng ta cần phải rõ. Cái giọng mà có những con người rất là tiếc là trời sinh ra cái giọng nó bị mờ, giọng nó không có sõi, không có rõ.
mà ngoài ra cái giọng của chúng ta lại còn phải hấp dẫn, có một cái gì đó thu hút, nó làm cho con người ta muốn nghe, một lại nghe, hai lại nghe từ đầu và muốn nghe cho đến hết. Rồi cái bản thân cái người nói đó còn có hơi có sức. Chúng tôi để ý thấy cụ Trần Văn Khê, cụ giáo sư Trần Văn Khê, cụ lớn tuổi lắm rồi, nhưng mà cụ luyện làm sao đó để cụ có thể đi nói chuyện khắp thế giới, khắp mọi nơi, quanh năm, nên cái giọng cụ rất là khỏe. Cụ có thể minh họa, cụ có thể phân tích, cụ có thể tổng hợp, cụ có thể nhái lại những tiếng đàn, tiếng trống, tiếng phách. Thế là cụ có hơi có sức để mà nói nhiều mà vẫn cứ hấp dẫn, nói lâu mà vẫn cứ còn có thể nói được nữa. Nên thứ nhất cái đó là cái giọng nói rất quan trọng, nó là yếu tố chúng tôi đưa lên hàng đầu. Nếu mà ngay từ lúc khởi đầu mà chúng ta đã không có một giọng nói có sức hấp dẫn, giọng nói to, sõi, rõ và có thể có hơi có sức để nói lâu đó, thì rất là bị hạn chế. Ngoài cái giọng nói thì chúng tôi còn đề cập đến cái ánh nhìn, cái ánh mắt nhìn vào cử tọa đám đông đó. Ví dụ như bây giờ chúng tôi đang ngồi trước một cái điện thoại để ghi hình, thì chúng tôi phải nhìn vào cái điện thoại đó. Chứ nếu mà bây giờ chúng tôi đang nói chuyện với anh chị em mà mắt chúng tôi lại cứ nhìn ở đâu á, chúng tôi lại cứ như thế này, suốt từ đầu đến buổi đến cuối buổi, lại lại nhìn lên trên, rồi lại nhìn xuống dưới, rồi lại nhìn qua bên này, mà lâu lâu mới dám nhìn qua anh chị em, mà mất bình tĩnh lại quay qua chỗ khác, thì nó cho thấy là cái con người đó không có tự tin, không có đủ cái tự tin để mà nói trước đám đông, nói trước một cái máy, huống chi là mà còn như vậy thì huống chi là nói trước một đám đông hàng ngàn người. Chúng ta phải đảo mắt nhìn từ bên trái qua bên phải, nhưng mà không phải là một ánh mắt chạy trốn, không là một ánh mắt sợ sệt, mất tự tin. Cái ánh mắt nó làm cho cái người nghe được thu hút, người nghe cảm thấy là mình được nhìn tới, mình được đối thoại, mình được tham gia vào trong cái buổi nói chuyện, mình có mặt ở trong cái cử tọa đó, chứ không phải là một cái vô hồn. Yếu tố thứ hai là khuôn mặt và cử điệu. Cái khuôn mặt và cử điệu này rất là cần cái tự nhiên, nó không cứng đơ vô hồn. Giống như là chúng ta thấy một pho tượng. Một pho tượng thì nó chỉ có cái tư thế đó thôi, nó chỉ có cái sắc sắc mặt, cái dáng vẻ như thế thôi. Nhưng mà ở đây là một cái người nói trước đám đông, là một cái người sinh động, một cái người có sự sống, nên nên nó cần cần diễn tả được nhiều cái sắc thái theo từng câu văn, theo từng cái nội dung lời nói, không thể nào cứng đờ ra được. Không thể nào mà chúng ta thấy như các diễn giả là các vị cán bộ nhà ta chẳng hạn, họ lên họ cứ cầm giấy mà đọc, cái mặt họ cứ vô hồn, rồi, thì là một lúc cử tọa là buồn ngủ rồi, nhất là lại còn phát luôn cái nội dung mà mình đang nói đó, lại phát luôn cho cử tọa, ai có một bản đánh máy hết rồi. Thế là những người dưới cắm đầu vào bản đánh máy, còn ở trên cũng cắm đầu vào cái bản đó để mà đọc, ở dưới cũng cắm đầu vào để mà nghe, thì rất là vô duyên, vô hồn. Ngược lại lại có những người làm điệu bộ nhiều quá, rồi diễn tả trên nét mặt, rồi nhăn nhó, rồi thế này thế kia nhiều quá, nó như là tấu hài, nó như là diễn diễn kịch, và tay chân thì múa may nhiều quá, làm cho nó thành ra một cái chuyện là giống như là, tôi không dám nói là cái đó là sân đông mãi võ, nó quảng cáo, nó hơi rẻ tiền. Cái trang bị thứ ba, cái thứ nhất chúng ta nói là giọng nói và nét mặt, thứ hai nữa là ánh nhìn, thứ hai nữa là nét mặt, khuôn mặt và cử điệu, và cái thứ ba rất quan trọng là kiến thức và kinh nghiệm. Nếu mà một cái người nói mà không có kiến thức thì nó thành CLM server, nó thành ra là có thế nào đọc thế nấy, mà đọc cũng không không xong nữa, đọc cũng không ra hồn ra vía nữa, thì đúng là không có kiến thức. Mà cái thứ hai, có kiến thức rồi lại cần có kinh nghiệm.
Nó giống như là một ông tiến sĩ rất là giỏi, kiến thức đầy mình, nhưng mà không có khả năng sư phạm thì không thể dạy học được. Dạy học mà chỉ bằng kiến thức thôi, mà nó lại đưa ra hàng hàng bao nhiêu là nội dung, nhưng cái người đón nghe, cái người nghe nó không đón nhận được, nên không có kinh nghiệm để mà nói, không có kinh nghiệm một phần nào đó là sư phạm, thì kể chuyện không thể nào giảng bài, không thể nào đó mà làm cho cái buổi nói chuyện của mình nó sinh động. Thưa anh chị em, vậy là ba cái cặp trang bị này, giọng nói và ánh mắt, khuôn mặt và cử điệu, kiến thức và kinh nghiệm, cả ba cái tôi xếp thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thì có vẻ như cái thứ nhất là cần thiết, nhưng mà nó cần, nhưng mà lại đầy đủ đó thì nó cần phải có những cái sau, nhất là kiến thức và kinh nghiệm. Bảo là chọn cái nào, bỏ đi cái nào không được, hình như là ta phải cần hết và cho đủ hết cả ba cái mặt đó với sáu yếu tố. Thưa anh chị em, chúng tôi xin sang cái phần thứ hai, đó là ba việc mà chúng ta cần chuẩn bị. Hồi nãy là trang bị, còn bây giờ chuẩn bị để lâm trận đó, để vào cuộc đó. Thì ba cái điều đó chúng tôi xin nói nó nằm ở phía dưới đó. Chúng ta ba việc cần chuẩn bị, chúng ta phải đặt vấn đề cho chính mình là: thứ nhất là tôi sắp sửa nói với ai, tôi sẽ nói với ai. Cái thứ hai là tôi sẽ nói những gì. Và cái thứ ba là tôi sẽ nói như thế nào. Cái xếp lên hàng đầu đó là được là mình sắp sửa nói chuyện với ai, nói với những người nào, nói với lớp người nào, người đó học thức hay bình dân, người đó là lớn tuổi hay trẻ tuổi, có đông người hay là ít người nghe, họ thân tình với mình hay là hoàn toàn xa lạ. Tất cả những cái điều đó rất là quan trọng. Nên cái lời khuyên của chúng tôi là những bạn nào mà sắp sửa phải nói một cái gì đó thì không phải là cứ trốn ở trong phòng, đến đúng giờ là bước ra nói, ra một cái là có khi phát hoảng là mình không xác định được cái cử tọa mà mình sắp sửa nói chuyện là ai, như thế nào, thì mình thất bại ngay từ đầu. Chúng ta, họ là người như thế nào, họ là như ra sao, thì chúng ta sẽ có một cái cách thưa, cách gửi, nói năng cho nó phù hợp. Nếu mà nó người lớn tuổi thì chúng ta phải kính thưa, mà nếu mà làm các bạn ngang với mình thì mình có thể là các bạn thân mến. Rồi nếu mà là cử tọa là một trẻ em nhỏ hơn mình thì mình nói các con thân mến. Có một cái cách thưa, cách gửi nó ứng hợp, nó không có làm cho cái cử tọa sốc, cử tọa cảm thấy là mình bị coi thường, không có lễ độ. Nên là cái này rất là quan trọng, bạn phải xác định được họ là ai, họ là những người như thế nào. Hiện tại thì chúng tôi thấy có rất nhiều người sứ ngôn viên, có rất nhiều sứ ngôn viên của các chương trình, có khi là sứ ngôn viên của một đài truyền hình, đài phát thanh, họ đang phổ biến một cái mà tôi không biết nó bắt nguồn từ đâu mà nó lại có cái kiểu như vậy. Đó là thay vì kính thưa quý vị thì người ta lại không nói là kính thưa nữa, mà người ta cứ quý vị ơi, quý vị à, quý vị ơi. Mà cũng có khi là người ta lại thân mặt quá, mà người ta gọi là cả nhà. Có thể lúc đầu mới thoáng nghe thì thấy nó dễ thương, thân tình, nhưng mà lại cả nhà ơi. Mà rõ ràng cái người đang ngồi nghe có thể là những cụ già, có thể là những bậc trưởng thượng, huynh trưởng lớn của mình, mà mình lại cứ cả nhà ơi với lại quý vị ơi, quý vị có thấy cái này không? Tức là nó thành một cái cách thưa gửi nó hơi lố, nó hơi lố. Lại có cái kiểu nói quá bình dân. Khi mà ta nói ở một cái nơi chốn mà nó trang trọng, mà chúng ta lại thưa bà con cô bác, thì nó nghe nó hơi
buồn cười, hơi không ăn khớp. Rồi có khi lại là cái kiểu nói của người miền Bắc chúng tôi là em xin thưa cùng các bác ạ, thấy nó giả giả làm sao đó, nên cẩn thận cái chỗ này. Lại có khi chúng ta trang trọng quá thì nó lại làm mất cái sự sống động, mất cái sự tươi mát dễ thương của một cái buổi nói chuyện thân tình. Chúng ta cứ một điều là trọng kính đức cha, trọng kính các cha, trọng kính các nam nữ tu sĩ, trọng kính cộng đoàn ông bà anh chị em, con xin thưa như thế này được mấy câu thì lại trọng kính đức cha, lại trọng kính các cha. Có lẽ là có đức cha thì chúng ta thưa một lần, rồi lâu lắm rồi có khi nó ngưng lại một đoạn gì đó mà cần nhấn mạnh, cần có một cái sự sâu xa đó thì chúng ta kính thưa một lần nữa. Nhưng mà là theo kinh nghiệm của tôi, chúng tôi có dịp đi phải nói chuyện mà thử huấn cho các linh mục, có khi ngồi ở dưới hàng đầu là một vị giám mục của giáo phận đó, thì để tránh cho sự lúng túng cho mình và cũng lúng túng cho cả cộng đoàn đó, thì mình có thể thưa với ngài là kính thưa đức cha, con xin vui mừng cảm ơn đức cha đã gọi con hôm nay đến đây để giúp giáo phận. Con xin phép với đức cha là cho con kính thưa đức cha một lần, và trong các lần sau xin phép cho con thưa là thưa quý cha. Thế thôi, đó là được rồi, chắc chắn là ngài cho phép, và ngài muốn như thế nữa là khác. Và sau đó thì mình cứ kính thưa các cha hay là kính thưa quý cha, con xin thưa như thế này, con xin thưa như thế này. Còn nếu với một cái cộng đoàn đông có cả giáo dân, mình cũng có thể thưa một lần. Thưa một lần là kính thưa đức cha, kính thưa quý nam nữ tu sĩ, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Rồi từ đoạn này trở về sau con xin phép được thưa là kính thưa cộng đoàn, kính thưa quý vị, cho nó thân tình. Thế là mình xin phép một lần như vậy là chắc chắn cử tọa vui vẻ chấp nhận, và chúng ta cũng đỡ mất thì giờ, đỡ lúng túng. Mà mình kính thưa nhiều quá đó, mà nó sót một cái đó, người ta có thể trách mình. Trong khi mình kính thưa một lần đó, mình đã có ghi ra những chữ cho nó đầy đủ. Kính thưa ông chủ tịch hội đồng giáo xứ, kính thưa bác thế này kia, những chức sắc cần thiết, chúng ta kính thưa một lần. Rồi thôi, sau đó là kính thưa cộng đoàn, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Thân tình hơn là các bạn thân mến. Nhưng mà chẳng lẽ lại kính thưa các bạn thì nó vô duyên. Các con và anh chị em, nếu mà có các em thiếu nhi, các con và các bạn thân mến. Đấy là chúng ta biết, chúng ta xác định được chúng ta sẽ nói với ai. Và có một cái kinh nghiệm mà chúng tôi học được từ cha Tiến Lộc đó, thì ngài nói cho chúng tôi biết là cái tâm lý của cái khối đông, cái mass của một cái khối đông, đám đông mà lắng nghe mình đó, nó nghịch biến. Lạ lùng là ở cái chỗ là nếu mà một cái cộng đoàn đám đông mà rất đông, hàng trăm ngàn người, thì hàng trăm ngàn người thì dù người lớn, dù họ là người có địa vị cao đi nữa, mà vì là đám đông rất đông thì bỗng nhiên cái độ tuổi tâm lý của họ đó, cái mass đó nó giảm xuống, thì ta sẽ nói những vấn đề rất là đơn giản, ta nói ngắn, ta nói sõi, ta có thể dùng bài hát để mở đầu, để thay đổi bầu khí ở giữa và để kết thúc. Bài hát ngắn thôi, chứ ở chỗ đó mà lại hát một cái bài khó thì không nào cộng đoàn họ hát theo mình được. Nhưng mà ngược lại, ta chỉ nói chuyện với có 10 người, 20 người mà lại là các em đang, chúng ta đang hướng dẫn giúp tĩnh tâm để mà chịu phép bí tích thêm sức chẳng hạn. Chỉ có một cái giáo xứ nhỏ có khi chỉ có 20-30 em. Thì dù nó 14-15 tuổi hay là bao đồng 16-17 tuổi đi nữa, mà nó chỉ có mấy chục em thì cái độ tuổi tâm lý của nó lại cao lên. Nên là cái số lượng người nó nghịch biến với cái độ tuổi tâm lý. Nên các em nó trẻ thật đấy, nhưng mà chúng ta lại phải coi nó, cái độ tuổi tâm lý nó lớn lắm, ta không dám đùa nhiều, ta nói ta cẩn thận. Tại vì các em nó có thể bây giờ nó rất là trưởng thành sớm đó, nó có thể phản ứng. Nên đó là cái cần chuẩn bị trước hết, đó là chúng ta xác định được, đánh giá được mình sắp sửa phải nói chuyện với ai.
Cái điểm thứ hai là chúng ta sắp sửa phải nói những gì. Đương nhiên cái bài soạn, ví dụ như bài ngày hôm nay, chúng tôi nói chuyện với anh chị em, chúng tôi đã soạn ra nó là 2 trang giấy A5. Chúng tôi có quyền được cầm tờ giấy ra trên tay và liếc mắt vào đó để mà không có bị lạc hướng, không có bị lạc đề. Chúng tôi biết chúng tôi sẽ phải nói những gì. Và trong một cái thời lượng bao nhiêu đó, 30 phút thì chúng tôi sẽ phải nói như thế nào cho nó trọn vẹn cái đề tài. Mà cũng cái nội dung như thế này mà ta có thời lượng là 2 tiếng đồng hồ, ta sẽ phải nói khác. Cái mặt này là chúng ta sẽ nói những gì thì nó có một cái nguyên tắc. Cái nguyên tắc đó chúng tôi gọi đó là nguyên tắc chân thiện mỹ. Nguyên tắc chân thiện mỹ. Thì thứ nhất đó là chúng ta phải nói điều thật. Rồi chúng ta nói điều tốt. Rồi chúng ta nói điều đẹp. Có thật, tốt và đẹp, chân thiện mỹ. Thì cái điều mà chúng ta nói nó mới đứng đắn, nó mới tử tế và nó mới hữu ích. Nó mới thật sự là một cái điều mà chúng ta cẩn trọng. Ta không có nói vu vơ, ta không có nói bậy bạ, ta không có nói chuyện tào lao. Cái đó là để cho những buổi nói chuyện phiếm, ngồi đùa giỡn với nhau. Nhưng mà nó nói trước một cử tọa có khi chỉ có 5 người trở lên thôi, thì chúng ta đã phải chú ý, ta phải nói điều thật, không nói vờ vẩn, vờ vĩnh, không có thế này thế kia. Và nói điều tốt, không có nói những cái điều xấu, những cái điều buồn, những cái điều không tốt. Ta lại càng phải nói cái điều đẹp, để mà cuộc sống của chúng ta nó càng ngày được càng nâng cao lên, ngạn đục khơi trong. Chứ chúng ta không có nói điều sai, không có nói điều xấu, mà không có nói điều ác, điều dữ. Và từ cái nói điều thật đó, thì chúng ta sẽ phải nói cho rõ, để cái điều thật đó nó trọn vẹn từ mình đi đến cái người nghe, nó không có thất thoát đi đâu. Và cái để mà nói điều tốt đó, thì chúng ta lại phải nói cho đúng. Nó đã là tốt rồi thì ta phải nói cho đúng. Ngay cái điều đúng đó nó đã làm một cái bản chất, nó đã tốt rồi. Nên chúng ta nói một cái điều tốt thì ta nói cho đúng, không có nên nói sai, không có nên cả lăm, không có nên bập bẹ, không có nên nói thiếu, nói chữ sai. Rồi nói điều đẹp thì ta phải nói cho hay. Hiện tại chúng ta thấy sau năm 75 nó có một cái khuynh hướng nói những cái từ ngữ rất là đao to búa lớn mà hóa ra nó sai. Nói những từ vay mượn, nói những từ cụt lủn mà càng ngày nó làm xấu cái ngôn ngữ Việt Nam của chúng ta, là một ngôn ngữ đẹp, mỹ từ. Chúng tôi hồi còn bé được học phương pháp mỹ từ, học phương pháp mỹ từ làm cho cái câu văn mình nó có những cái chữ nó đẹp đấy. Và thầy cô giáo đã dạy cho anh em học trò chúng tôi bé đó, mình cứ học từ từ đó mà nó cứ nạp vô từ từ, để rồi bây giờ mình nói nó không đến nỗi nào. Nhưng mà bây giờ cái xã hội của chúng ta nó lung tung lắm, cái văn hóa nó xuống cấp, và vì thế chúng ta nói nó sai, nói nó dư, nói nó xấu, nói những tiếng lắm. Ở trong văn nói mà trước đám đông cử tọa, chúng ta là càng có học thức còn có địa vị thì chúng ta không được quyền nói tiếng lắm. Nếu như có cần phải nói một cái điều gì đó mà để minh họa đó, thì chúng ta phải xin phép, thưa quý vị, chúng tôi xin nói điều này nằm trong ngoặc đôi, nằm trong cái ngoặc đôi. Nói như thế là lưu ý cho người ta là cái điều mình nói ra nó không tốt lắm đâu, nó không đẹp đâu, và nó có thể gây sốc. Nhưng mà chúng tôi cần phải nói để mới minh họa được cái nội dung này. Bây giờ người ta nói cụt lủn nhiều lắm, ô cái này khủng lắm, cái này là siêu khủng, rồi cái này là khẩn trương, rồi nắm bắt, rồi cái khó khăn khắc phục, có nhiều mặt hạn chế nhất định. Đây, những cái kiểu nói như vậy đó, nó từ những cái văn bản của chính quyền, những văn bản của họp đảng bộ, họp cán bộ, rồi chúng ta nghe mãi, rồi chúng ta nó vào đầu, rồi chúng ta cũng viết như thế và chúng ta cũng nói như thế ở trong văn nói của chúng ta. Thậm chí là các vị bề trên khi nói chuyện với anh em tu sĩ, anh em linh mục của mình,
có khi cũng là kính thưa quý cha, hôm nay con xin triển khai những cái vấn đề này, yêu cầu các cha nắm bắt để chúng ta dần dần để chúng ta sẽ vượt qua khó khăn, những cái khắc phục những cái khó khăn để chúng ta khẩn trương đạt được những thành quả trong cái chương trình kế hoạch hàng năm của tu viện chúng ta. Trời ơi, những cái điều mà nó không đẹp, nó không đẹp của cuộc sống, đáng lẽ chúng ta phải làm đẹp cho cuộc sống thì bây giờ cuộc sống lại làm xấu đi chúng ta. Mà chúng ta nghe trên tivi nhiều lắm, chúng ta đọc trên báo nhiều lắm, cứ triển khai, trong khi đáng lẽ nó phải là khai triển, nó là bảo đảm mà nó biến thành đảm bảo, rồi có những cái từ là tranh thủ chẳng hạn, đó, từ rất là xấu, rồi đã vậy là chúng ta lại dùng những từ lắm, đi phượt, chụp hình gọi là tự sướng, là những cái chữ rất là xấu, rất là bẩn, nó mà chúng ta nói mãi, ta tưởng nó là hay, nó tưởng nó là hấp dẫn, ta tưởng nó là một phương cách để thu hút thì nguy hiểm. Nên chúng ta nói là phải nói cho rõ, phát âm cho rõ, nói trình bày mạch lạc khúc chiết, rồi chúng ta nói cho đúng, không có nói thiếu, không có nói sai vấn đề, và ta còn phải nói cho hay là vậy, nói cho đẹp, nói cho hay là vậy. Từ chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn, chúng ta nên chuẩn bị nói đó, thì chúng ta nên soạn nó thành một cái dàn ý, thành một cái dàn ý, ít nhất là cái dàn ý đó, nếu mà chúng ta nói đơn giản ngắn gọn thôi thì nó phải có trong đầu. Nếu là các anh em linh mục trẻ thì nên tập soạn bài giảng. Chúng ta đang nói trước đám đông công chúng mà rất là cẩn trọng, là bởi vì đó là phục vụ, đó là lời của Chúa, thì chúng ta nên soạn bài để tránh cái chuyện mà nói lan man loanh quanh mà không có bãi đáp á, và rồi dần dần nó đi đến gây mê không hồi sức, là một lần hai lần nó thành thói quen, chúng ta cứ thế mà làm thì giáo dân ở dưới cũng thành một thói quen, cứ thấy một linh mục đó xuất hiện thì là có thể buồn ngủ rồi đấy. Thì nên chúng ta làm một cái gì cũng phải cần có một cái dàn bài, nhưng mà ngược lại cũng không nên viết sẵn ra rồi đọc, cứ thế rồi đọc từ đầu đến cuối amen, như vậy thì nó cũng không còn một cái hồn của cái điều mà mình cần truyền tải từ bên mình sang cho người nghe, từ một mà cho 100 người nghe, cho 1.000 người nghe. Nên nó cần có một cái sự sống động, một sự chú ý đến nội dung, nhưng mà lại phải chú ý đến cả cái hình thức nói bên ngoài. Nói như thế chúng tôi chuyển sang cái việc thứ ba, đó là mình sẽ nói như thế nào. Có rất là nhiều cái thể loại nói chuyện, nên mỗi một thể loại nó có một cái mục đích nhắm tới, và như vậy nó sẽ có những cái chung nhưng mà nó cũng đòi hỏi những cái nét riêng. Có rất là nhiều loại để nói, trò chuyện với nhau rất là cần đấy. Chúng ta có thể thực tập ngay bằng cách là chúng ta nói chuyện trong một cái nhóm 5-10 người. Hôm nay tôi có chuyện này tôi muốn kể cho anh chị em nghe, cho các bạn nghe. Rồi ta có một cái loại rất là thường dùng, đó là thông báo một sự việc. Mà mình làm cứng ngắc quá thì nó thành giống như là cán bộ. Nhưng mà các bạn thân mến, hôm nay chúng tôi có xin được báo với các bạn một điều quan trọng và vui. Hay là kính thưa cộng đoàn, con xin thông báo đến cộng đoàn là trong tình hình đại dịch đã quay trở lại, thì chúng ta, cộng đoàn của chúng ta sẽ phải tạm ngưng sinh hoạt phục vụ một thời gian. Ví dụ như thế, thông báo. Rồi kêu gọi, thưa ông bà và anh chị em, thưa tất cả các bạn, các em thân mến, lũ lụt đã xảy ra ở các tỉnh miền Bắc và rất là nhiều nạn nhân đã phải gánh chịu những nỗi khốn khổ. Và trong lần gặp mặt này, con xin thay mặt cha chánh xứ để kêu gọi đến ông bà và anh chị em trong cộng đoàn, chúng ta sẽ chia sẻ như thế nào đây, thì sau đây con xin nói các bước để chúng ta có thể quyên góp được tiền bạc và quần áo, quyên góp được tấm lòng của anh chị em qua những món đồ, qua những món tiền. Ví dụ như vậy là kêu gọi, ta phải nói có một cái cách nào đó để cho người ta cảm thấy là người ta sẵn sàng chia sẻ. Rồi lại có một cái kiểu nói là thuyết trình một đề tài, cần phải thuyết trình. Ngay trong chữ thuyết trình nó gồm có thuyết phục người khác và trình bày cái điều mình muốn nói mà thuyết phục được người khác. Nhưng một đề tài hoàn toàn lạ, hoàn toàn mới, có khi là cao đối với người ta,
Nhưng mà mình làm sao để mà mình nói thì người ta đón nhận được như là một cái gì hấp dẫn. Rồi bảo vệ một luận án, bảo vệ một luận án khó lắm, bởi vì ngồi ở dưới là ban giám khảo, hội đồng sẽ lắng nghe cái bản luận án của chúng ta, rồi đặt vấn đề, rồi chất vấn. Rồi cái chuyện mà các bạn trẻ có thể gặp rất là nhiều, đó là giảng một bài trong lớp giáo lý, giảng một bài trong lớp giáo lý, rồi kể một câu chuyện cho các em nghe. Chúng tôi cũng xin nói thêm là sắp tới đó, sau cái livestream hôm nay, chúng tôi sẽ có ít nhất là 4-5 cái livestream liên tiếp để nói với anh chị em về kể chuyện giáo lý, kể chuyện tin mừng, kể chuyện trong hội thánh, kể chuyện như là những chứng tá để thuyết phục con người ta càng ngày càng xác tín vào Chúa và yêu mến anh chị em mình hơn. Nên cái đó là một cái thể loại nói rất là cần. Cũng phải nói thêm một cái thể loại ít khi gặp nhưng mà chắc rồi các bạn cũng sẽ phải gặp, đó là trả lời phỏng vấn. Ví dụ như các bạn đi xin việc, các bạn phải nói trước một cái nhóm người, có khi là 3 người, có khi là 1 người của cái công ty, của cái xí nghiệp đó họ tuyển mộ đó, thì chúng ta sẽ phải nói chuyện gì với họ, nói chuyện về trình độ của mình, về kinh nghiệm của mình, nói chuyện về cái ước vọng của mình, nói chuyện về cái khả năng của mình, mình sẽ nói cái gì đây. Nên là từng cái thể loại như vậy nó rất là quan trọng. Lại có khi người ta sẽ phỏng vấn bạn thì ở ngoài đường, phỏng vấn bạn ở sân trường, phỏng vấn bạn ở giảng đường đại học, một cái vấn đề nóng hổi gì đó của xã hội. Chúng ta không có thời gian để chuẩn bị, nhưng mà chúng ta đã có một cái kinh nghiệm tương đối nào đó thì chúng ta sẽ trả lời được. Còn nếu trong những trường hợp như vậy mà chúng ta thấy ta không có trả lời được cho nó tới nơi tới chốn thì nhớ mà từ chối. Hoặc là nếu có thể hẹn người ta, xin chị, xin anh nhé, cho em xin cái nội dung mà anh chị muốn hỏi, cho em hẹn đến ngày mai. Ngày mai em sẽ trả lời, còn bây giờ thì em đang phải vội công việc đi, em chưa chuẩn bị được. Mình phải nói như vậy, còn người ta không chịu thì thôi. Chứ đừng có vội vàng rồi đúng túng rồi trả lời rồi hớ hênh một cái là nguy hiểm, nó sai quan điểm. Ví dụ như vậy là chúng ta có thể bị chụp mũ, chúng ta có thể bị hiểu sai vấn đề đi, nó nguy hiểm. Mà hoặc là chúng ta sẽ nói nó không có đúng được cái tinh thần của tin mừng. Mục đích khác nhau thì phương cách nó cũng khác nhau. Chúng ta có thể thông tin, đó là chúng ta có một cái information, chúng ta có một cái dữ liệu để chúng ta truyền đạt, ta thông tin. Ta dẫn chương trình thì cái chương trình nó đi từng bài, từng tiết mục, từng bài hát một. Ta dẫn làm sao mà nó nối từ cái tiết mục này sang cái tiết mục kia, từ bài hát này sang cái điệu múa nọ. Đó là người dẫn chương trình. À mà sẵn đây thì chúng tôi cũng xin nói một lần để anh chị em và các bạn chú ý. Chúng ta cũng bị sau 75 chúng ta dùng một cái chữ, không biết nó du nhập làm sao mà nó gọi là MC chương trình. Là chương trình của chúng ta hôm nay được điều khiển được bởi MC tên gì đấy, ABC gì đấy. Nhưng mà chúng ta sai lầm ở cái chỗ MC nó là chữ tắt của Master of Ceremony, là người trưởng nghi. Trưởng đấy không phải TR, mà trưởng đó là CH, là người chịu trách nhiệm chính yếu về nghi, trưởng nghi. Là cái người đó không xuất hiện trên đám đông đâu, nhưng mà cái người ấy là người sắp xếp kế hoạch tổ chức bước này, phần này ra làm sao, phần này bật đèn lên, phần này âm thanh ánh sáng làm sao, phần này ai sẽ nói cái gì, phần này sẽ phải đặt cái ghế ở đâu, phần này là đức giám mục sẽ ra, phần này là một em bé sẽ mang bó hoa lên. Tất cả từng cái như vậy, một cái chương trình chi tiết nó rất là công phu. Mà lúc đó một cái người đã sắp xếp được chương trình, họ chia các khâu ra để công việc nó chuẩn xác và nó chạy đều đó. Người ấy là người trưởng nghi, Master of Ceremony. Thế mà chúng ta bây giờ đã biến cái anh điều khiển chương trình, anh dẫn chương trình, anh sứ ngôn viên biến thành một MC. Chúng ta cứ gọi ông Nguyễn Ngọc Ngạn có giỏi đến đâu thì nữa, ông Ngọc Ngạn không phải là một MC. Nhưng nha, chúng ta dùng cái chữ speaker là người dẫn chương trình, người điều khiển chương trình thì nó chính xác hơn. Rồi có khi đó là quảng cáo.
Quảng cáo thì người ta vẫn nói là quảng cáo là nói láo ăn tiền, nên nhiều khi cái quảng cáo nó không có xác thực. Thì nếu mà các bạn được giao nhiệm vụ là quảng cáo, bạn là nhận những nhiệm vụ đi bán hàng, bạn phải bán được cái chỗ hàng đó, thì bạn vẫn phải giữ nhiệm vụ là quảng cáo. Tuy rằng như hồi nãy chúng ta nói, chúng ta phải nói điều đúng, điều thật, điều đẹp, thì chúng ta phải nghiên cứu trước cái mặt hàng này nó như thế nào đó, rồi chúng ta trình bày nó cũng tương đối để cho người ta đón nhận. Thưa thưa anh, em xin giới thiệu cái món hàng này. Thú thật với anh là em có dùng nó một lần thôi, nhưng mà em chưa có kinh nghiệm là dùng nó nhiều lần, nên về vấn đề độ bền của nó thì em không dám bảo đảm. Nhưng mà tuy nhiên nó cũng có một cái điểm này, nó giá thành nó rẻ. Mà thường thường thì cái gì nó rẻ thì nó không bền. Nếu mà em đã có sẵn cái món hàng này, nó cũng giống như thế, nó cũng nhưng mà nó lại là mắc hơn một tí, đắt hơn một tí, và nó lại có độ bền. Vậy thì anh có thể có sự chọn lựa. Mình hết sức là khách quan để mình trình bày, nhưng mà mình lại có cái phần chủ quan trong đó, để mình không có đánh lừa người ta, không có quảng cáo nói lao ăn tiền, mà mình vẫn có thể bán được hàng, không có lừa ai cả. Đó, thành ra cái quảng cáo nó rất quan trọng. Còn giới thiệu thì giới thiệu một cuốn sách, giới thiệu một cái CD, một cái album nhạc, giới thiệu một cái chương trình, thì ta phải nói được cái đặc sắc của cái điều mà ta giới thiệu, ta làm sao nhấn mạnh được nó có một cái tầm giá trị như thế nào. Rồi một lời mời gọi, như hồi nãy chúng ta nói đến cái chuyện mà quyên góp đó, một chương trình thì chúng ta phải mời gọi, rồi chúng ta có một cái cách để thuyết phục. Thuyết phục là chương trình tổ chức hơi trễ đấy, nhưng mà ông bà và anh chị em có thể cố gắng tham dự, tuy là phải về trễ một tí, nhưng mà chương trình hay lắm. Chương trình càng về cuối nó lại càng có những cái gì quan trọng, và chúng con còn biết một cái chi tiết, đó là đến cuối chương trình có một cái bất ngờ sẽ có được thể được 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 được, được tung ra vào ở cuối chương trình. Nên thuyết phục người ta là đi đông và ở lại cho đến cùng, ví dụ như thế. Rồi cái quan trọng là vấn đề giảng dạy. Ta dạy một bài giáo lý, ta dạy một cái bài học trong lớp học, giảng vấn đề giảng dạy nó lại khác, nó gồm có vừa giảng mà nó vừa dạy. Giảng là giảng một cái kiến thức, một cái nội dung ra, nhưng mà dạy là rút ra được một cái bài học ý nghĩa cao, ý nghĩa về giáo dục cho những cái học sinh mà chúng ta đang nói. Nên không phải đơn thuần là chỉ cứ đem kiến thức ra thôi là giảng đâu, mà nó còn phải có cái vấn đề dạy mà dỗ nữa đó. Rồi lại có những cái cách nói, nhiều khi chúng ta phải điều khiển một buổi chào cờ, chào hội kỳ của hướng đạo, chào trong thiêu nhi thánh thể chẳng hạn, thì cái tiếng hô, tiếng ra lệnh nó dứt khoát, nó mạnh mẽ, nhưng mà nó vẫn dễ thương, nó không có sặc mùi chiến đấu, không có sặc mùi cán bộ, thì nó lại là một cái lời hiệu lệnh, một cái rất quan trọng. Chào cờ, chào, dứt khoát, rất là mạnh mẽ, giọng nói vang xa đi, không cần xài đến micro mà vẫn có thể điều khiển được một cái buổi như vậy. Rồi chúng ta còn phải làm quản trò sinh hoạt, các bạn linh hoạt viên, hoạt náo viên phải điều khiển một cái buổi sinh hoạt quản trò, rồi hoạt náo. Rồi chúng ta còn có trình bày một dự án hay kế hoạch. Về lâu về dài chúng tôi sẽ trình bày với anh chị em những cái phương pháp năng động. Tất cả các bạn trẻ rất là cần cái phương pháp năng động, dynamic, để mà có thể làm việc, để mà thực hiện một chương trình. Thì có một cái dự án, có một cái chương trình đã lên kế hoạch rồi, mà chúng ta còn phải có cái khả năng để mà trình bày nó, nói cái điều đó cho tất cả các bạn tham gia vào chương trình đó có thể hiểu được hết, để mà thực hiện cái kiểu mà văn bản nhà nước vẫn nói là thấu triệt, là nắm bắt đó. Thì chúng ta không dùng chữ đó, nhưng mà làm có cách để cho mọi người hiểu được họ sẽ phải làm gì, vào lúc nào và với ai như thế nào. Và cuối cùng thì cái phần cuối cùng là ba cái yếu tố để giúp thành công. Ba yếu tố để giúp thành công này chúng tôi để đến cuối cùng mới nói. Ba yếu tố để giúp thành công, tiếng Pháp nó nói là règle de trois e. Đây là cái nguyên tắc của ba chữ e, ba chữ ơ, trong tiếng Pháp đọc là ơ, thì nó có ba ba cái.
Cái thứ nhất là enrichir. Enrichir chúng tôi tìm trong tiếng Anh là enrich, là làm phong phú, làm giàu có thêm cho cái người nghe. Chúng tôi lấy tắt tiếng Việt Nam là TP, phong phú. Mỗi cái điều nói của chúng ta đó, nó phải phong phú, làm cho người nghe cảm thấy thích thú và muốn nghe nữa. Và bởi vì họ nghe, xin lỗi, không phải là thích thú, cho bằng là họ cảm thấy háo hức. Họ cảm thấy háo hức là những cái điều nghe này mới quá, điều nghe này tốt quá, điều nghe này rất có lợi, rất có ích cho đời của tôi, rất có ích cho chương trình chung của mọi người. Nên cái thứ nhất là enrichir, làm cho giàu có, làm cho phong phú. Tiếng Anh là enrich. Mỗi một điều mà chúng ta nói ra mà ai người ta cũng bảo ôi tôi biết rồi, khổ quá, tưởng cái gì, biết vậy ở nhà, biết vậy tôi làm việc khác, tôi nghe làm gì, tưởng cái gì, hóa ra ai cũng biết rồi. Cái điểm thứ hai là étonné. Étonné thì tiếng Anh tôi tìm nó có chữ surprise, gây một cái sự ngỡ ngàng, gây bất ngờ. Chúng tôi dùng chữ tắt là NN. Đừng có đọc cái kiểu mới bây giờ, rất là tệ, rất là NN. NN, PP, rất là NN. Nên làm cho ngỡ ngàng. Cái điều này nó vừa giàu cho người ta, hữu ích cho người ta, mà nó còn làm bất ngờ, làm cho người ta thấy ô. Hồi nãy nếu mà là phong phú thì người ta há miệng là thì ra vậy. Nhưng mà đến cái ngỡ ngàng này là người ta étonné, bất ngờ. Những yếu tố này nó không có mình biết cách kỹ thuật làm sao để mà mình giấu, để mình tung ra đúng lúc mà nó có duyên, nó là then chốt, nó là điểm khúc mắc, nó là cái nút thắt mà tung ra mọi người bất ngờ. Hồi nãy rồi thì thật là ô, bây giờ hồi nãy cái miệng a mở to ra, bây giờ ô là chu tròn ra. Và cái thứ ba cái chữ thứ ba của tiếng Pháp là enchanté. Thì tiếng Anh chúng tôi tìm thấy được enchant, làm cho mọi người thích thú. Cha già Trần Hữu Thanh trong nhà dòng chúng tôi nói một cái buổi nói chuyện đó, thì phải có 30% là yếu tố làm cho người ta vui. Có khi đó là một cái chi tiết dí dỏm, hài hước, làm cho mọi người bật cười, làm cho người ta thấy nhẹ nhõm hẳn đi, cảm thấy là vấn đề này hay quá, mà lại còn làm cho vấn đề này vui quá. Đấy là tốt quá, hay quá, bất ngờ quá, mà ở đây là vui quá, làm cho người ta thích thú, làm cho người ta thích thú. Enchant, enchanté, làm cho người ta vui. Cái bầu khí nó sống động, nó làm cho người ta cười. Vấn đề có thể là đứng đắn, có thể là nghiêm chỉnh đấy, nhưng mà không thiếu những yếu tố làm cho người ta vui. Đó là ba cái yếu tố này nó đều bắt đầu bằng chữ trong tiếng Pháp: enrichir, étonné và enchanté. Nó chúng tôi gọi nó là ba yếu tố giúp thành công. Chúng tôi học được cái này từ cha Tiến Lộc khi dạy cho chúng tôi, thì ngài truyền đạt chính bản thân của ngài trình bày cũng có ba cái yếu tố này. Nên cái buổi trình bày nào mà ngài xuất hiện là chúng tôi cảm thấy vui, chúng tôi cảm thấy háo hức là mình sắp sửa học được một điều mới, chúng tôi sắp sửa gặp được nhiều những bất ngờ, và chắc chắn có nhiều niềm vui, có nhiều câu chuyện dí dỏm. Và bản thân chúng tôi cố gắng học được cái điều đó nơi ngài, và chúng tôi thấy rõ cái yếu tố thành công này rất là quan trọng. Nên thưa anh chị em, bây giờ thì vấn đề nó cũng đã hơn 30 phút rồi. Chúng tôi xin phép dừng cái livestream ở đây ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ còn gặp lại anh chị em về vấn đề này nhiều lắm ở trong những cái livestream tiếp theo. Nói nhiều quá rồi một lần là anh chị em cũng mệt, rồi nó cũng uổng đi. Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho nhiều buổi khác, mỗi lần thêm một chút nữa. Rất mong ngày hôm nay anh chị em không thất vọng với cái đề tài chia sẻ này của chúng tôi. Anh chị em nếu mà có cần thì gửi cho chúng tôi một cái địa chỉ email, vào cái địa chỉ email của chúng tôi
LM là linh mục viết tắt, rồi Lê Quang Uy, rồi GCCT có nghĩa là dòng chú cụ thể viết tắt, rồi A hột vịt lộn, tôi hay nói đùa như vậy, A hột vịt lộn, rồi gmail.com. Thì LM Lê Quang Uy GCCT A hột vịt lộn gmail.com. Tôi sẽ gửi cho anh chị em và các bạn cái nội dung này để anh chị em có thể giữ làm tài liệu để mà anh chị em có thể đi nói chuyện lại trong cái nhóm của mình, ở trong cái đối những cái người mà anh chị em đang cần phải giúp đỡ, đang cần phải hướng dẫn. Xin cảm ơn anh chị em, chúc anh chị em thành công, nói cho thật tốt, nói cho thật đúng, nói cho thật đẹp, nói cho thật hay. Cảm ơn anh chị em.